Sơn YouTube xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Blockchain Gamer. Các bạn thân mến, hôm nay thì mình sẽ quay trở lại đây để hướng dẫn cho tất cả các bạn cách để chúng ta lên level số 26 trong lĩnh vực nấu ăn chỉ trong vòng có 2 ngày mà thôi. Thì tất cả chúng ta đều đã biết, khi mà chúng ta chơi game Pixel thì tất cả mọi người đều mong muốn rằng chúng ta có thể đạt được một lượng coin lớn nhất trong ngày, để qua đó chúng ta có thể đi đổi nhiệm vụ để chúng ta nhận được nhiều pixel nhất trong ngày. Vậy thì làm cách nào để chúng ta có thể có được rất rất nhiều coin trong vòng một ngày? Thì qua một thời gian nghiên cứu thì mình đã xác định được cái ngành mà cho chúng ta nhiều coin nhất trong một ngày, đó chính là ngành cooking, ngành nấu ăn nha các bạn nha. Và những cái món ăn bình thường thì nó cho chúng ta lợi suất lèo tèo thôi, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy này, từ level số 26 trở đi, các cái món ăn thì nó cho chúng ta lợi suất cực kỳ kinh khủng luôn. Đây, có những cái món mà nó có cái lợi suất số lượng coin profit trên E là cực kỳ cao. Tức là một energy chúng ta có thể tạo ra đến tận 362 coin lận các bạn nha. Đấy, cực kỳ giàu. Đó, một ngày chúng ta chỉ cần có 1.000 coin thôi thì chúng ta sẽ tạo ra được 362.000 một ngày chúng ta chỉ cần có 1.000 năng lượng thôi thì chúng ta có thể tạo ra được là 362.000 coin. Rất là kinh khủng đúng không nào? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể lên được level 26 trong cái ngành nấu ăn này một cách nhanh nhất có thể? Thì để tìm hiểu về vấn đề này thì mình đã lên cái trang là web3trials.com. Đây, các bạn có thể truy cập cái trang web này. Chúng ta sẽ vào cái phần là level nha các bạn nhé. À, và chúng ta sẽ xem thử là cái level số 26. Đây, để lên được level số 26 thì chúng ta cần tiêu tốn là 104.842 EXP. Ok, vậy thì với từng này cái EXP thì chúng ta sẽ làm gì trong cái ngành nấu ăn để chúng ta có thể đạt được cái con số EXP lớn như thế này để chúng ta đạt được cái level số 26. Vậy thì mình đã nghiên cứu và thấy được rằng chúng ta nên làm cái bánh Grumpkin Pie. Vì sao lại làm cái bánh Grumpkin Pie? Tại vì bánh Grumpkin Pie chỉ yêu cầu level 5 để chúng ta có thể làm thôi. Và cái lượng XP trên food của cái bánh Grumpkin Pie này nó tương đối khá là cao. Nó cao thứ nhì, chỉ xếp sau cái thằng Hot Shot thôi. Nhưng mà cái thằng Hot Shot thì level số 20 mới có thể làm được. Và ngoài ra thì làm nó cũng rất là lỗ. Thế nên chúng ta không nên làm, mà chúng ta chỉ làm cái Grumpkin Pie vừa có XP, lại vừa có lại tiền lời trên những cái bánh mà chúng ta làm ra nữa nha các bạn nha. Đó, vậy thì nó rất là tuyệt vời đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải tính ra được là chúng ta sẽ cần phải làm bao nhiêu cái bánh Grumpkin Pie thì chúng ta mới có thể đạt được số level số 26. Đây là một cái bảng Excel mà mình sẽ show cho tất cả các bạn. Rằng chúng ta sẽ phải làm bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút để chúng ta có thể lên được level số 26 trong cái ngành nấu ăn. Thì chúng ta làm một chiếc bánh chúng ta sẽ được 25 XP. Một chiếc bánh này thì làm mất nửa phút. Suy ra làm một phút chúng ta sẽ được 50 XP. Mà một level 26 thì nó yêu cầu chúng ta phải đạt được 104.842 XP. Chúng ta sẽ lấy tổng số XP chia cho XP một phút thì sẽ ra được là tổng số phút chúng ta cần làm. Chúng ta lấy tổng số phút chúng ta cần làm chia cho 60 thì chúng ta sẽ ra được số giờ. Thì chúng ta cần làm là 34 giờ 95, tức là khoảng 35 giờ để chúng ta có thể lên được level số 26. Nhưng mà thực tế thì chúng ta làm chắc chắn là sẽ không thể nào mà làm liên tục cứ đều như vắt chanh là 0,5 nửa phút một chiếc bánh được. Có thể chúng ta sẽ chậm hơn một chút xíu. Thì mình giả định rằng chúng ta sẽ tốn 0.6 phút để làm một chiếc bánh, tức là khoảng 36 giây đấy. Đấy, tức là mình sẽ cộng thêm cái thời gian trễ vào, tức là cái lúc mà chúng ta nhấp vô màn hình ấy, thì khoảng 0.6 hoặc 0.7. Thì nếu như vậy thì EXP trên một chiếc bánh vẫn giữ nguyên, nhưng mà EXP làm trên một phút chúng ta sẽ bị giảm đi. Lúc này chúng ta sẽ chỉ còn 41.66 XP trên 1 phút thôi. Và như vậy chúng ta sẽ lấy tổng số XP của level 26 chia cho 41.66
thì chúng ta sẽ ra được số phút là 2516 phút. Chia cho 60 thì chúng ta sẽ phải tốn là 41,94 giờ, gần 42 giờ để chúng ta có thể lên được cái level số 26 trong cái ngành là nấu ăn này. Đó, thì đâu đó chúng ta sẽ cần phải làm liên tục trong vòng khoảng tầm 2 ngày, 48 giờ đấy. Đấy, không ăn không ngủ, và yêu cầu là lúc đi tắm hay là lúc đi vệ sinh thì chúng ta cũng sẽ phải lấy điện thoại vào để chúng ta bấm liên tục nha các bạn nha. Thì trong 2 ngày chúng ta sẽ đến được với giàu sang phú quý. Đó. Nhưng mà thực ra thì cũng có thể là không ai có thể làm được như vậy. Nếu mà một ngày chúng ta làm 8 tiếng đi thì chúng ta mất đâu đó khoảng 5 ngày làm liên tục nha các bạn nha. 5 ngày làm liên tục thì chúng ta mới có thể đạt được cái level 26 trong cái ngành nấu ăn này. À, đó thì rất là dễ đúng không nào? Đó, và để làm cái bánh này á thì chúng ta sẽ cần có hai nguyên liệu, là chúng ta cần có Grumkin và cooking mix. Một cái bánh thì sẽ được tạo ra bởi hai Grumkin và một cooking mix. Chúng ta sẽ đi lên cái nhà ở chỗ con bò sữa đấy. Đấy, để chúng ta làm cái bánh này. Rồi chúng ta sẽ vào cái căn nhà nhỏ nhỏ đây. Chúng ta thấy lò vẫn đang cháy, chúng ta sẽ xài kế. Chúng ta sẽ làm cái Grumkin pie và tạo. Đây, trong vòng 30 phút, 30 giây chứ, thì sẽ tạo ra được một cái bánh Grumkin pie. Và thực sự là cái bánh Grumkin pie này làm thì không tốn năng lượng nha các bạn nhé. Không tốn năng lượng mà bán còn có lời nữa. Thế nên là chúng ta có thể kết hợp là vừa đi trồng Grumkin pie, vừa làm cái bánh Grumkin pie này, để vừa đỡ phải mất tiền mua bánh Grumkin pie, lại vừa có thể tạo ra được cái một khoản lợi nhuận cũng như là lên level cao để chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong cái game pixel này. Rồi, xong 30 giây chúng ta sẽ ấn collect và ngay lập tức thì chúng ta sẽ được cộng thêm 25 XP. Đây, chúng ta có thể create và thoát ra ngoài để xem thử là cái level chúng ta đang ở đâu. Như mình thì đang ở level 10. À, level 10 thì thực ra là nó cũng chưa có nhiều XP lắm, khoảng 8.000. Thì như vậy mình sẽ mất đâu đó khoảng 104 trừ đi 8.000 là còn 96.000 nữa để đến với level số 26. Quả thật là một thử thách cực kỳ cam go nào đúng không các bạn? Yeah. Và nhưng mà nếu mà chúng ta làm được thì chúng ta sẽ đến với bến bờ giàu sang ngay lập tức. Một ngày kiếm được rất là nhiều coin để đổi ra rất là nhiều cái đồng pixel. Đấy, và vừa rồi là cái sự hướng dẫn của mình về cách là làm thế nào để chúng ta có thể lên được level số 26 của ngành nấu ăn chỉ trong vòng có 2 ngày mà thôi. À, nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy dành cho mình một like, một subscribe để ủng hộ cho Blockchain Gamer. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye bye.